Rồi, hello, em Di Cá chào tất cả anh em ha. Rồi tiếp tục chương trình của sáng ngày hôm nay thì em lên cũng vậy thôi anh em, cũng có nhiêu đó thôi. Thì công cụ pin rồi mớ mấy cắt cỏ bằng điện như là ít đồ người sau, nhưng mà quan trọng quay kịp hay không là giờ này cũng trễ rồi anh em. Đấy. Bây giờ hiện tại nhân lực em đang ít, nó đóng hàng không kịp á, cho nên là quay không ít anh em. Đấy. Thì theo yêu cầu sáng em mới live trực tiếp tí xíu thì anh em kêu em lên mấy cái nồi Toshiba. Thì đây có ba con Toshiba cho anh em luôn. Thì cái này em giới thiệu luôn ha. Thì hình thức mua bán bên em là đây, ship 30k một đơn, trên 150 là em bao ship nha. Đấy. Thì hàng em không có dọn đâu nữa. Con nào có dây điện thì em gắm vô, sống thì bán sống, chết bán chết nha. Đấy, em bán sát luôn. Con nào không có dây điện bán sát luôn em ha. Rồi, tất cả là điện 100V. Thì nồi cơm cũng vậy, điện 100V luôn. Còn mấy cái này thì nó cũng là mấy pin thôi. Em lắng em test cho anh em nha. Thì anh em cọc trước giùm em 30%, còn lại bao nhiêu em gửi về đến nhà, khi nhận hàng anh em thanh toán sau cái phần còn lại. Khi mà anh em, trước khi anh em thanh toán thì anh em vui lòng khui thùng kiểm tra đúng với hàng của mình đặt thì anh em thanh toán sau nha. Chứ còn nếu mà không có đúng hàng, đoàn nhân viên em nó đóng lộn hoặc là vận chuyển đi nó bơi vỡ tùm lum hết anh em ơi, thì anh em cứ gọi lại cho em để em giải quyết ngay lúc đó luôn. Chứ anh em mà thanh toán xong shipper đi rồi là em bó tay luôn anh em ha. Đấy, anh em thông cảm giùm em phần này và anh em lưu ý giùm em luôn đó. Rồi, thì bây giờ đơn giản là vậy thôi. Mỗi một mã số thì một lát này sẽ có cái mã số và giá tiền ở phía sau, anh em nhìn kỹ xong rồi anh em gọi lại vào hai số này. Đấy, rồi nhân viên sẽ chốt cho anh em theo mã số em ghi lên trên máy nha. Chốt xong anh em cọc xong rồi em gửi hàng về tới nhà thôi. Rồi, là vậy là ok anh em ha. Đấy. Anh em dồn đơn vô giùm em nha, cứ trên 150k là em bao ship ha. Đấy, hàng này hàng cỏ thôi nhưng mà nó rất là đẹp anh em nha. Đấy, hàng cỏ thôi nhưng mà đẹp lắm. Anh em nhìn nè, đấy. Rồi thì bây giờ em sẽ quay từng con một, anh em xem và tham khảo ha. Rồi đầu tiên em vô là em quay cái con này luôn em. Con này như là nó bị điếc rồi anh em nha. Đấy. Bấm nó lên nguồn lên gì đó. Đây nè, lên số rồi. Bấm cái nó lên số là nó đứng luôn đó. Bấm cái nó kêu cái là đứng luôn nè, đó. Vẫn chạy nè anh em. Vẫn chạy nha. Đây nè. Máy chạy nè. Thì con này là con Toshiba Made in China, sản xuất tại Trung Quốc anh em ạ. Đời bao nhiêu thì cũng không biết luôn, chắc là đời cổ thôi anh em ơi. Đây, nút nó vẫn sáng nè anh em. Nồi nó cũng hơi ấm ấm nè anh em ơi, đó. Nồi nó cũng hơi ấm ấm nhưng mà con này nó xấu anh em ơi. Rồi có cái đít nè, nóng nè, đó, có nóng. Nhưng mà nó lâu, cái này nó hơi xét anh em, đó, nóng nè. Đấy, còn sống anh em. Ron riết rồi thì nó hơi xấu ha. Đấy. Đây nè, ron riết hơi xấu thì giá nó xấu thôi anh em. Rồi con này để cho anh em 2 xị anh em ơi. Đấy, 2 xị nha. 200k. Anh em bây giờ làm lại luôn nha. Con này nó hơi xấu, giá nó xấu anh em, 200 bao ship nha. Mã nhiêu vậy? Đúng rồi, 253. Rồi con này 254 đi. Mã 254. 200k. Đấy. Bao ship anh em nha. Bán sát luôn anh em ơi. Con này xấu ình luôn. Giá này coi như anh em giờ nghiên cứu ha. 200k Toshiba. Rồi ok đi luôn. Rồi con này Toshiba quỷ. Đấy. Được con cái lòng son thì king skin luôn anh em. Chạy nha. Đây, có nút chỉnh giờ nè, đó, đang chạy nè. Còn mấy cái lúc này anh em về bấm vô cái điện thoại dịch ra giùm em ha. Thì con này nó hở ngay này nè, hở miếng nhựa nè, anh em giờ ráp lại giùm em luôn đó. Màu trắng bạc. Trắng bạc, con này to nè, đây có đèn này nè. Hơi chạy chạy xước xước Toshiba. Rồi con này thì điện 100V, 1100W. Đời 2008 anh em ơi. 1100W nồi 1 lít nha. Cái này nồi lồi 1 lít hết. Thì các cắt gì trong này. Nó đang chạy không nhìn không nóng son anh em. Đây, rồi qua bộ chức năng này thử nó sao. Hơi cấm cấm bấp bớp anh em nha. Nói chung là nó cũng không phải là đẹp. Đấy, xấu anh em ơi. Vậy đi, cho anh em giờ nhận hàng giờ anh em khỏi thất vọng. Xấu đấy,
nó kêu đẹp xong rồi anh em về nhận hàng nó lại xấu này, nó tâm lý của anh em nó thay đổi. Cho nó là mấy nồi xấu luôn, giá xấu luôn. Đang chạy bấm được hết anh em ơi. Lên điện đây, son em không thấy nó nóng nha, anh em về tự chỉnh thôi. Đây nồi con này là áp suất cao tầng nha, có áp suất luôn, ron xanh lè luôn em nha, có ron này xanh lè luôn, nắp này ok luôn đấy, áp suất nắp ok luôn. Cái son thì tương đối nha, ron son là tương đối nha, không chảy, bị xước xước thôi. Phía bên trong cũng vậy, ok luôn. Máy sóng anh em nha, gắm lên điện nha. Em không có test cơm đâu anh em nha. Đấy, đây, bấm lên điện là ok rồi. Gắm điện cho em, gắm điện lại. Em không test cơm nha. Đấy, đấy nó lên chỉnh giờ này nè. Có điện nè, vô điện. Rồi, con này Toshiba mặt quỷ gì đây. Rồi, con này để cho anh em 500k đi. 255. 2 nhiêu? 255. 255. Đúng không? Đúng. Đúng là số ngày qua đó. Đấy, 255 Toshiba luôn, gọi điện. Rồi 256 con này cũng là tôi luôn, nhưng mà anh thấy màn hình nó nhỏ hơn con kia, nó gọn hơn con kia một tí. Con này đời 2014 anh em ơi, con này đời cao hơn ha. Lên điện anh em ha, đó. Bấm cái kêu tiếp tiếp gì đây, nhiều nút lắm. Chạy chạy ngay đây. Hả? 31. Sao? 2152. 3152 hả? Ra tầm đạch 100 mã. Đó rồi. Anh ta nói rồi mà, có thứ đúng không? Không chịu coi. Hình thức còn sáng luôn em ơi. Đó. Nó chạy chạy ngay đây nè. Đây em thấy nó lên lên nè, đấy. Cái son thì bóng lưỡng luôn. Đấy, hơi xước ở ngoài, còn ở bên trong thì bóng lưỡng luôn ha. Đấy, trong bóng lưỡng luôn. Còn cái ron nó vậy luôn. Đây, ron xanh lè luôn em ơi. Đấy, mà điều con này không có áp suất cao tầng gì đây. Nó có cái nút gì nhắn nhắn như này nè. Ron xanh lè luôn, nó tinh rồi anh em ơi. Nó tinh rồi. Đấy, lên điện rồi nè. Này em thấy nó cũng hơi hở hở cái đèn miếng nè. Đấy, nó kêu cái chiếc vậy. Đấy, gắm nó lên điện anh em nha. Đấy, chỉnh sao ta. Đấy, gắm nó cứ lên điện đó, nó kêu tít 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 vậy á. Rồi nấu rồi nè, mà để 001 là sao ta, bây giờ đợi anh xíu. Nhảy số 2 rồi, không nóng son luôn nè, được cái là lòng nồi đẹp nha. Rồi con này 5 xị luôn nè. Anh em giờ nghiên cứu ha, lên điện nha. Bao sóng nha anh em ơi. Đấy, máy nó vẫn còn sóng. Rồi mã 256. 256. 500k luôn. Rồi ok, 3 cái rồi nè, hết rồi. Rồi giờ qua mấy pin nữa nè. Rồi, mấy cái rồi. Rồi con này là một con DM thì pin 12V anh em ơi. Đó. Nó bị chạy hết mấy cái bên này. Ủa? Máy này máy 14V anh em ơi, máy 14V. Nhưng mà pin nó pin 12. Đó, máy 14 đây nè. 14 4.
chạy nữa. Ok nha, đảo chiều ok, điều tóc nè. Rồi anh em giờ vệ sinh làm lại ha. Vẫn nhét được bên 12 anh em ơi. Đấy anh em giờ lấy cái vỏ bình đó. Đó, nó khác chữ thôi. Vẫn còn ok, đây tóc nhanh tóc chậm nè. Đảo chiều. Đó, công tắc nó cũng hơi dơ nè nha, đó. Con đờ mờ. Rồi ok. Sạc điện 100V anh em ơi, sạc em không có bao đâu anh em, lên điện nha. Pin là sạc em không có bao, chỉ bao mấy sóng thôi anh em. Con nào mà em bấm sóng là sóng, còn con nào chết là chết nha. Tình trạng em báo rõ luôn ha. Rồi một máy, một pin, một máy hai pin một sạc. Cái thùng này mất cái tay rồi anh em ơi. Rồi con này 600 bao ship anh em ơi. 14V, pin 12. 257 600. Chị ơi. Cháy. Rồi. 257 600k. Còn này pin đây. Rồi. Quay bị lên lục 100 mã rồi. Ném lộn mã. Chạy ok anh em ơi. Đầu hơi xấu một tí nè. Rồi, này cỏ thôi, 12 21 con 6 bị gãy cái chân này nè anh em ơi. Đấy. Rồi cái nguyên vàng ốc vít này vẫn còn hàng Đài Loan Trung Quốc anh em ơi, chốt bán hàng xịn đô anh em. Đấy, em nói trước luôn ha. Nào xịn thì xịn, nào Trung Quốc là Trung Quốc nha. Đó, nó có đầy đủ mũi khôn vào trong đây, nên giờ xài tạm thôi, ok thôi, chứ không có phải là hàng vít tu lơi đâu. Đấy, nhìn cái giá anh em cũng biết rồi. Có nhiều xài nhiều hôm nay nè. Đấy. Em cũng có đếm luôn. Rồi máy thì sống, còn nguyên một vàng 250 bao xíu em nha. Bao nhiêu? 258 250k. Rồi ok. Rồi tiếp tục con này. Mất cái đầu kẹp rồi anh em ơi. Mất cái đầu kẹp nha. Nó rung hơn em nha, không chạy nó rung hơn nè. Đó, nó bị kẹt á. Cái đầu này cứ ngắt này nè. Biết chắc luôn. Đó, đưa vô là nó rung đó, nó kẹt, không chạy. Rồi anh em giờ tháo ra vệ sinh lại ha. Rồi sát luôn. Máy thì nó cũng không có, cái thùng này nó không có dây luôn em nha. Con này không có dây luôn. Đấy. Nguyên thùng này, máy kẹt, không chạy, nguyên một thùng. Đấy. Rồi con này không có dây điện luôn em ơi. Cục sạc không có dây điện nha. Rồi, con này 400 luôn em ơi. 259 cái gì 259 rồi 400 luôn 259 400k luôn em ơi. Rồi đi luôn. Rồi 260 thì cái thùng này nó bị gãy ngay đây nè. Thấy nó có khớp nè, nhưng mà dạng nó ấy, nó không vô. Đấy. Nè, nó có khớp nè, dạng nó không vô. Thì đây là một cái, đây cục pin anh em ơi. Pin niken ha. Pin pin niken nè, NIC gì đây. Pin niken. Đấy, một cục. Pin niken với lại cái đây là cái đồng hồ, cái bộ đàm gì đây. Switch đen hàng Thụy Điển anh em ơi. Đây. Này nó gắn pin vô đâu. Đây nó bị thiếu đồ anh em. Bị thiếu đồ á. Này đi vô cái đây, quay kỹ kỹ cho anh em coi. Bị thiếu đồ. Thì điển. Đấy. Còn nó đang vậy nè, đấy. Gắn cái này vô. Có một cái chân ở đây nữa anh em. Đấy, nó quay vòng vòng. Nói chung là bị thiếu đồ á, còn ở đây là cái ống nhòm hay sao? Ống nhòm. Kính nó còn ok hả?
Đấy. Nói chung là con này bị thiếu đồ nè. Rồi cái thùng này một cục pin với lại hai cái này đó, 6 món, 2, 4, 5 món nhá. Đấy, 5 món 350 anh em nha. Đấy, anh em giờ nghiên cứu cái thùng này 350, 260, 350 k. Rồi ok đây nha. Ok nè. Đảo chiều ok anh em nha. Rồi. Hitachi. Con này có thang 14.4 anh em. Đấy. Đầu cổ thì không rơ anh em nha, lắc nhẹ tí xíu xíu thôi. Rồi con này không máy thôi anh em nha. Đó. 470 luôn nè. Bao ship nha. Hai 61 470 luôn. Rồi 262. Rồi chạy ok luôn. Đấy. Cũng đời này có thang luôn. Đấy, mình thức hơi xấu xấu một tí nè. Con này có vỏ pin nè, vỏ pin lùng nha em ơi. 14.4. Đấy. Pin ly ông nè, nhưng không biết cầm hay không thôi. Đó, anh em giờ nghiên cứu luôn ha. Rồi. Thân máy vỏ pin. Rồi 570 thôi. 570. 570k. Đấy. Này bị mất nắp thang rồi anh em. Mất nắp thang rồi nha, con này nè. Đấy, bị mất nắp thang rồi. Rồi, con này không chạy luôn anh em. Mất nắp thang không chạy. Hitachi. Đấy. 14.4. Cò đảo không được luôn anh em nha. Đó, cò đảo không được luôn. Đấy. Rồi, 300 luôn anh em nha. 263. Không chạy. Đấy, xác luôn, 300. 263. Makita này em không có lụm vô anh em nha. Đấy, tại vì không có pin test, em chưa có đóng pin của Makita. Đấy. Hitachi cầm cái này là test được, chứ còn Makita hai chân này nó không có test được đâu anh em. Nó có chạy đâu. Không con nào chạy hết á. Makita là không test được, nhưng mà con này nó hơi xấu xấu, đời này nó có thang anh em nha. Đấy. Rồi, con này để cho anh em biết rồi. Này dặn kêu cóc cóc lên em nha. Đó, đây nè. À, ra rồi đó. Đó. Dặn hai phát giờ dặn được rồi nè. Hơi xấu xấu một chút. Rồi. Con này xấu xấu anh em ơi. 330k bao ship đi. 264. 330. Giá điếc luôn anh em ơi. Đấy, tại Makita không test được đâu anh em. Không test cây này được đâu. Có con nào test được hết. Đây. Cái chim mất công. Rồi con này thì hình thức còn ok nè. Tới đời bao nhiêu cũng không biết luôn. Mất tem rồi. Đầu quay được. Đấy. Đầu quay nhẹ nhàng ha. Thân máy vỏ pin 14V 3A Li-ion này nè. Đấy. Rồi con này 5 sỉ luôn nha, xác luôn. Giá điếc cho em ơi, không có test đâu. Đó. 265.
265 500 đấy. 265 500k. Exit man đấy. Rồi chạy ok luôn. Exit man đầu ra vô được đấy. Ra vô được bình thường anh em nha. Máy vẫn chạy bình thường, kêu cắt đây. Này không có vỏ bình anh em ơi. Đấy. Vỏ bình nó 14.4 á, đấy. Máy chạy bình thường nha. Còn Exit man này rồi 230 luôn anh em ơi. 266 230 luôn. Này anh em về tự kiếm pin bỏ vô giùm em nha. Không có pin máy thì vẫn chạy bình thường. Nè, rồi 230. Rồi con này đầu 1/2. Bình chà bá luôn. 24V. Điều tốc ở đây thôi. Đó. Kháng thiết đầy đủ. Đảo chiều. Rồi ok. Rồi con này bu lông 1/2. 24V 600 anh em nha. 267. Rồi 267 600k luôn. Rồi con này 268 hình thức còn ok anh em ơi, sáng gió luôn đấy. Đầu cổ ra bên này nặng anh em ơi đấy. Con này đầu cổ rồi 50 luôn anh em ơi. 268 50k anh em ơi. Mấy con này test không được đâu nè, con này bị test nè đấy. Test cái vỏ này, đầu cổ ok này. Tét tét cái vỏ này đây. Rồi 30 luôn nè. Xác luôn. 269 30. Rồi con này Toshiba. Này. Đấy. Bóp được anh em à, còn này. Đấy. Ok luôn. Này nó hơi chạy chạy nha anh em. Không có đẹp đâu đúng không? Không đẹp lắm đâu. 270. Rồi 270. 80 luôn em nha. Đấy. Rồi 271 cũng Toshiba luôn. Đấy. Con này thì 70 anh em. Đó, đảo được. Không test được đâu em ơi. Mấy con này test được. Bao nhiêu con? Rồi 272. Đấy. Ok luôn em. Rồi 80 luôn em ơi. Này nó không có được đẹp không? 273 con Mayhem nè, EZ 6 nhiêu đây nè. Đấy. Rồi, 70 luôn em ơi. 7/2 nha. 273. 70. Rồi 274 con này. Mai hen luôn rồi ok. 70 luôn em. Rồi cái máy đỡ lại một con ở đây em. Rồi 275, cái này xài bình tiểu anh em ơi. Đấy. Rồi sát luôn. 70 luôn. 275. Con này anh em có lấy gì không? 20 lên em ơi. 276. 20. Rồi 27 con này Iris Uyama 4 chân rồi em ơi. Nhưng máy rửa xe sao á. Đấy. Iris Uyama 1.8 lít trên 1 min. Made in China. Đấy. Thiếu súng. Đấy, thiếu pin. Những cái thằng máy thôi anh em. Hàng Iris Uyama nha. Đấy.
Rồi cái này 250 luôn em. 277. 277. 250k đấy. 277 250 luôn. Rồi 278 con này. Mắc cái nắp thang ở đây nè. Đấy. 18V nha. Đấy. 18V mắc cái nắp thang ở đây. Mắc nắp thang luôn. Đó. Không vô được. Không có mũi quay anh em. 18V Hitachi. Không pin anh em nha. Em cô góp em nhìn thấy nó còn sáng lắm. Đây, mất cặp thang rồi. Rồi, cây này 550 luôn em nha. Đấy. Phong bê tông. Đây, Hitachi 18V rồi ok luôn. Mất nắp thang rồi. Đây, 18V cưa kiếm. Đấy, mất cái cử. Mất cái gì trên này nữa nè. Này mất cái nắp gì trên này nữa nè. Thấy thiếu thiếu nè. Đấy, Makita rồi con này sát luôn em ơi. Từ giờ để anh em tự test luôn nha. Em bán giá điếc luôn em ơi. 480 luôn. Đây anh đem cục pin Makita đưa cho thợ đóng rồi. Makita là phải nhét pin vô mới test được. Đấy. Rồi 279 480 luôn. Rồi vô qua điện 100V đi anh em ơi. 280 con này nó méo méo rồi ta. Vỏ nó bị méo méo rồi nè. Không chạy nè mà. À, cái vỏ nó bị méo méo này. Rồi. Makita ZR3061T. Ngàn mặt ngàn 250W đấy. Này nó bị méo méo này nè, đấy. Rồi con này xác cho anh em con này 2 xị luôn nha em ơi. Bị méo méo rồi lấy phụ tùng hoặc đem về tháo ra dọn lại ha. 200. Đấy, 280. Rồi 281. Chạy thì ok rồi, nhưng mà cái này nè. Đó. Thì ra đóng hàng đi, đợi lần kia vô. Cái này nó không có chạy ra chạy vô. Đấy. Cái này nó không chạy ra chạy vô anh em nha. Còn này nè, cái đầu lưỡi nè, máy móc thì chạy ok rồi. Đấy. Rồi con này anh em giờ dọn lại luôn nha. 28 mấy con. 281 con này 250 anh em nha. Đấy. Nặng lắm. Đấy, 250k. Rồi 282. Đấy, đứng cao su lên. Dây điện rất là dài nha, có điều tóc anh em nha. Con này rất là dài, có điều tóc luôn. Rồi, con này 600W nha, rất khỏe nè. Đấy. Gắm lại anh em phát cho yên tâm nè, tại máy mấy gõ mà. Lòng nó bị kẹt thang anh em, gõ vài phát nó bung ra phát là chạy à. Đúng hả? Thấy không? Không bị nhạt lửa nha, nhưng mà thang nó vô đó. Rồi, con này sát luôn em ơi. Nói chung là anh em giờ tháo thang ra vệ sinh chà qua cái rồi cho nó ăn thang lại là nó khỏi bị chập giật anh em ha. Đấy. Rồi. Hai nhiêu con? 282. 282. Rồi 180 luôn em nha. Đấy. Rồi ok. Giờ tháo thang là chà phát đi anh em.
Rồi con này 283. Con này đẹp nha. 150 nè. Con này đẹp. Có đỡ lưỡi nhưng mà không có điều tóc đâu. 283, 150 luôn thì con này nó là hai trăm bốn mươi watt anh em ơi, hai trăm bốn mươi watt. Em bấm đứng nghe điện thoại anh em. Rồi con 283, 150 anh em ơi. Đây 284, con này cũng cứng anh em nha, đây nè, cứng nè, dây điện sát nè, không test nữa nè, con này em không test nha. Rồi cái này thì Hitachi 160W nha. Đấy. 120 anh em ơi. 120k. Đấy. Mã 284. 284 120. Đấy. 284 120. Không một chiều anh em ơi, đầu kẹp 13 nè, đấy, đầy đủ à. Đấy. Kẹp 13 đầy đủ. Mấy con này được con cái khỏe. Đầu kẹp, dây điện hơi xấu một tí, tay nắm đầu con, vệ sinh lại cái đầu là ok, máy chạy ok luôn. Rồi con này 150 bao ship anh em nha. Rồi 285 150k bao ship cho anh em. Rồi 286 mũi con nó hơi bị cong anh em ạ. À. Có mũi có búa luôn cho điều tóc nè. 430W máy chạy thì hơi có lửa chút xíu anh em, dọn cũng được, không dọn cũng sao. Rồi đây là dây điện đầy đủ. Đấy. À, đầu mở, đầu con. Ok luôn. Đầu mở, đầu con ok nha. 286. Rồi con này 250k anh em nha. 286 250 luôn. Rồi 287 là một con cưa lọng có điều tóc của Makita 310W. Rồi con này 230k. 230 nha. Rồi chạy ok luôn, giờ vệ sinh sơ qua phát là xong anh em nha. Rồi 288 con này thì mất cái chén nè, em giờ kiếm cái tô bỏ vô nè. Máy chạy thì ok rồi nhưng mà nhông nè nó kêu anh em ơi. Đó, cặp nhông nè, nhông nó kêu, anh em giờ tháo ra dọn lại hoặc là anh em lấy phụ tùng gì anh em lấy nha, tùy ý anh em thôi. Máy thì còn rất là ok, đẹp. Ngoài chạy nó kêu nhau. Đấy. Rồi con này sát 120 luôn em. 288 120. Đấy. 288 120. Rồi 289 con này. Rồi radio rồi bình thường anh em. 70W thôi nha. Đấy. Tét tét miếng ngay đây. Đấy. Rồi tép tép miếng ngay chân, ngay cái chân đứt ngay đây, 70 anh em nhá. 289. Rồi 70k anh em ơi. 289 70. Chà nhám ribi. Đó, chạy nó kẹt hàng anh em. Dến nha mấy phát nè. Đó, bị kẹt anh em ơi. À. Bị kẹt à, chân nó bị lỏng luôn. Đó. Rồi con này để cho anh em 80 nha. 290. 80k. 290 80. Rồi con này 291. Rồi 101 luôn em. 91 luôn nha.
191 trăm đó. Rồi 292. Này được con cái là hình thức còn đẹp luôn anh. Nút hơi dơ, chạy thì ok rồi. Đấy. Hàng Đài Loan đấy. Sinco 350W. Rồi con này 180 anh em nha. Đấy. 180k giờ vừa xin sơ qua là mình ok anh em nha. Con này có điều tóc luôn anh em nha, hàng của em Endo, hàng Trung Quốc xuất anh em ơi. Con này nó hơi chạy chạy mấy miếng ở đây. Đấy. Rồi, 160 luôn em ơi. Nha. Rồi 294, con này thì kẹt công tắc anh em ạ. À. 300W anh em nha. Rồi con này kẹt công tắc 130 luôn. Kẹt công tắc 130 nha. 294. 130k. Rồi 295. Viết tập cao. Đấy, chạy thì có chạy rồi nhưng mà nó kêu anh em nha. Rồi con này 80 luôn. 80k luôn em nha. Hả? 295 80 đấy, 295 80. Rồi 296. Cái công tắc nó bị sao anh em ơi. Đó, công tắc mình sao anh em nha, có đảo chiều à. Đấy. Đầu kẹp radio bình thường. Đầu kẹp 10 ly của Hitachi 350W. Đấy. Rồi con này xác cho anh em 150 anh em vào tự dọn giùm em 150k. Đấy. 150k. Đấy, 296. Rồi 297 là một con bào lưỡi 92, 94 gì đây anh em, từ em coi thử cái lưỡi. Rồi lưỡi ok đẹp ha. Nhưng mà bào này lưỡi 9999. Trời, lấy thước đo luôn rồi cho nó chắc anh em ơi. Rồi. 92 anh em ơi. Đấy. Lựa 92 nha. Chạy thì ok rồi, giờ vệ sinh bác là mình xài thôi anh em. Rồi 250k nha. Luôn. 298 con này mất cặp chén anh em. Rồi điếc luôn rồi anh em ơi. Đập cái nó nhá lửa này. Ủa. Đâu còn gì nữa đâu. Này nó cũng hơi xước xước rồi anh em, giờ lấy phụ tùng thôi ha. Rồi con này 60k anh em ơi. Đấy. Đi bởi cái nắp này nè, 60k. 298. 60 đấy. 298 60. Rồi 299 con này, đấy, dây điện có đầy đủ rồi không? Dơ anh em nha. Hả? Rồi 70.000 đấy. Cộng dây điện đầu khoan máy 70. Anh em giờ xài ngán xong chắc cộng dây điện lấy đầu khoan máy bán dây chai cũng không lỗ đâu anh em ơi. 29 70 anh em ơi. Giờ dọn lại anh em nha. Không một chiều. Rồi mã 300, con này đẹp nè, Makita, không một chiều anh em nha. Rồi con này 120 luôn, 120.
300 giá 120. Rồi 301. Vít mini của điện tử anh em nha. 301 50. 50k đấy. 50. 301 50. 302. Rồi con này chạy tàu lao luôn em ơi. Rồi 60 luôn. Đó, công tắc đảo không được ha. Rồi sát 60.000. 302 60k đấy. 302 60 anh em nha. Rồi 303, con này black rocker vậy đó. Rồi nó ngay cái gỗ là nó thổi vô đây. Cái gỗ. Rồi em này 100k luôn nè, máy đẹp nha. Chạy ru luôn. À không máy rồi. Rồi 303 100k luôn nè. Rồi 304 con này cũng đẹp nè. Nẹt lửa nè em ơi, ribi lửa 140 thôi. Móc cái miếng cặp tè lên em, lửa hộp kim nha. Rồi con này 150 bao ship luôn, anh em về dọn lại luôn ha. 304 150k, đợi một con lại để em nhìn mã số. Rồi con này lưỡi 190. Rồi lưỡi hợp kim Makita, mấy cái đời máy nhôm này khó chết. Đới sắt anh em nha, con này đới sắt chứ không phải đới nhôm. Dây điện đây lưỡi 180 đấy. 1050W. Rồi con này 230 anh em nha. 305 230 305 203. Rồi 306 con này bỏ đi em ơi, gãy rồi. Bỏ nó hoài đi. Rồi. Rồi. Nổ hàng luôn rồi anh em ơi. Đấy. 20 anh em ơi. Lấy dọn thì anh em dọn nha. 306 20 anh em ơi. 306 20. Rồi 307 nhà nhỏ này. Đó ly phơ led nha. Đấy. Rồi chạy ok 20 anh. 307 50 anh em nha. 307 50. Máy cắt cầm tay của Hitachi. Này lùng lùng nhìn dễ thương anh không? Lùng lùng nhìn dễ thương nha. Rồi chạy ok luôn, 150 anh em ơi. 150k. 308 150 luôn, đấy. 308 150. Rồi 309 cư lộng gì đây boss anh em ơi, gãy mũi thôi nè, anh em giờ lấy mũi ra ha. Con này boss nè. Nhìn vui á. Nó có lửa không đó nè em ơi. Nó kín anh em không thấy thôi, nó có lửa không đó. 309 309. Rồi con này 150 anh em về dọn lại cho em nha. Boss luôn. Đấy. 150 luôn. Lấy mấy con nhỏ vào đây em. Con này 220W điện 100V nha. Đầu cổ radio bình thường nè. Đấy. Con này công suất lớn anh em nha. Rồi anh em giờ vệ sinh lại luôn ơi. Đấy. 150 anh em nha. Đấy, con này 150. 150k anh em nha. 310, 150 luôn. Đấy. Cho hết cái đống này nè. Đống này nhìn nó đẹp lắm.
Rồi RGB 70W con này đẹp ok luôn em ơi, 100k anh em nha. 311. 100 luôn. Đấy. RGB giờ vừa xin là cái đầu cho em ha. Rồi 312, con này chạy cứ chạy làm 100.000 con anh em ơi. Rồi ok. Rồi 100k luôn nè. Em giờ vừa xin lại giùm em nha. 312 100 luôn. Đấy. Rồi 313 hết rồi. Rồi không chạy luôn nè. 70 anh em ơi. Đấy. Con này không chạy. 313 70. Rồi 313 70k. 314 máy thổi nè em ơi, máy thổi hút nha. Không tắt bật không được luôn em ơi. Đó, con này không tắt bật không được ha. Công tắc bật không được. 900W. Makita. Đấy. Dây điện hơi xấu. Đấy. Rồi con này xoát 250 luôn anh em ơi. Rồi 314 250k luôn em. Đấy. 314 250 nha. Đường này anh bóng mấy khô bự qua đây. Rồi 315. Đầu 16 ly anh em à. Con này đầu 16 ly, đầu đẹp ha. Để em dặn chức năng búa. Con này đầu 16 ly. Chức năng đẹp à. Đầu còn đẹp ra vô bình thường. Đấy, búa có luôn. Đấy. 16 ly, con này 350 anh em nha, con búa. Đấy, 350k. Đầu 16. 315. 350 chạy ok rồi nè. Đấy. 315. 350. Con Taro anh em nha. Đây nè, nhấn vô nè, nó sẽ chạy vô, cho nó chạy chạy vô nè, đó. Dỡ lên chạy ra, đó. Nhấn vô chạy vô, dỡ lên chạy ra. Nó là một con Kontaro Hitachi, đầu kẹp 8 ly 285W. Rồi, con này 250k cho em nó luôn. 3 16. Rồi, 250 luôn em nha. 316 250 luôn. Rồi tiếp tục một con Makita này, dây điện thì rất là dài luôn nè, bao bóng bằng keo chính giữa nha. Đây, đầu bóng băng keo Makita đầu kẹp 13 ly. Đầu này anh em giờ phải xin lại giùm em. Rồi 37 180k, một con máy khoan dây điện dài như thế này. Đấy ok chưa anh em ơi. Đó, 37 180 luôn, một chiều anh em nha. Rồi tiếp tục con này y như con đó luôn anh em mà, con này đẹp hơn nha. Đấy. Con này đẹp hơn con đó. Rồi điện nó bị gãy cái tay ngay đây nè. Đầu cổ thì đầu nó hơi xấu xấu một tí. Đầu hơi xấu nha. Nhưng mà được cái cộng dây điện thì nó không có như con kia. Nguyên si luôn. Ở đây này có quấn băng keo đây. Con nào nó cũng quấn luôn anh em ơi. Đấy, con nào nó cũng quấn hết. Không đẹp hơn đâu. Nhìn kỹ lại là không đẹp hơn con kia. Trăm rưỡi nè em ơi. Đấy. 150k. Đấy, một cặp luôn em ơi, như nhau luôn. 13 ly anh em giờ phải xin lại ha. Còn con này cái búa nằm đâu em không thấy luôn em ơi. Lẽ con này em lẽ không có búa. Đầu kẹp 13 rồi đó.
Đây là hát là nhanh chậm thôi. Lúc này nó hơi khó bấm anh em nha. Con này nó không có bú luôn, đầu kẹt 13, đầu đẹp nè, dây điện ngắn hơn con kia tí, hàng Hitachi nha. Này dây điện ngắn hơn anh em ơi, nhưng mà con này hình thức ok hơn, rồi 170 luôn. 170k nha nha, 319 170 luôn. Rồi tiếp tục 320. Có điều tóc chạy anh em ơi, em đóng cho nó vài cái nè. Mới chạy một cái kẹt thang anh em ơi. Cô góp nè, thấy rõ ràng luôn em, cái này anh em giờ dọn thang phát là chạy ngay. Có điều tóc đây nha, đây nè, có điều tóc đây. Rồi con này đánh bóng anh em về dọn thang lại thôi, có điều tóc này nghe đây. Rồi. Mã 320 luôn. Yeah. Ribi nha, nó được con công suất bao nhiêu rồi? 550W anh em ơi. Rồi tiếp tục con này là cũng là Ribi luôn, 550W luôn. Y nhau luôn em, dây điện này ok ha, dài. Rồi, anh đánh bóng này có điều tóc 300 anh em nha. 321. Rồi 300k luôn. Đấy, 321 300. Rồi con cưa kiếm này anh em ơi, 322 thì con cưa kiếm này là của Madentina. Đấy. Đây, dây ngắn em không test luôn em nha. Đấy. Rồi con này 250 sát luôn em. 322. 250k. Đấy. 322 250 rồi 323 rồi điếc luôn anh em ơi. Con này đầy đủ phụ kiện nhưng mà điếc rồi. Đây đời 2009 Madentina điện 100V 10A là 1100W nè, đợi 1100W nè. Rồi con này test luôn, biết luôn 250 sắt luôn nè ba. 23 rồi 250 luôn. 323 250 luôn em ơi. Rồi 324 bào này thì đây lưỡi 92 nè ha. Đấy. Lưỡi đẹp này em chưa test luôn nè, sắt luôn nha anh em, về tự test cho em ha. Rồi con này 200 luôn. Đấy. Ba 224 200k. Đấy. Đây tiếp tục cưa kiếm nè, mất cái cử, mất cái ấy nè, gãy ghế con. Rồi chạy ok, lấy cái mớ dây điện, mớ tiễn rào qua đây cho anh ơi. Mất cái cử anh em nha, đầy đủ nè, chạy ok nè, mất cái cử. Rồi con này 250 luôn nè, 250k 325 rồi 250 luôn. Đấy, 325 250 tiễn rào đây nè, mấy con cử này đẹp nè. Con này chạy ok đẹp anh em, có điện đuôi nè. 320W đấy. Làm dài 350. Rồi con này nó hơi bị đây. Test cái đèn miếng anh em nha, nhưng không vấn đề hết, con này hình thức ok, hai nút nhấn nè. 3 hai mấy con? 326.
150.000 em nha, 150k 326. Rồi. 327 con này 6 hơn. Đấy. Này hình thức 6 hơn tí nha. Giờ xịt rồi 7 vô trong cái răng nó là ok nha. Đấy. Rồi con này 130 luôn. 130. Đấy. 327 130. Rồi 328. Con này đẹp luôn em, 130 luôn nha. Đấy. 328. 130. Đấy. Rồi 329. Dọn hết đó đi đi luôn. Lấy chai R7 anh em. Xịt vô cái này. Cái chai R7 đâu? Đó đó. Rồi xịt vô cái này nó xét quá anh em. Xịt giờ tới nhà anh em giờ cũng dễ dọn. Đấy. Đi kẹt thang đây nữa anh em nè, cái lưỡi ra rồi đó. Đi kẹt thang này. Rồi, con này hơi tét ngang miếng anh em nha. Đấy, chứ không phải là em gõ tét đâu, nó tét sẵn rồi. Rồi con này để anh em 80 nha. 329. Xác luôn, 329 80. Em về tự dọn cho em ha. Có bị mất cái miếng trắng bùng anh em nha. Đây nè, hôm nay em về nè. Rồi con này 120 luôn em. À đưa cơ xích qua đây em ơi. Ra 30, 120 luôn. Đưa cái xe đi. Rồi điếc nữa rồi em. Rồi ok luôn. Điếc rồi em. Con này để anh em 200 nha. Đấy. Giờ anh em dọn hàng lại. 30 200k bao ship anh em ha. 330 200. Đi luôn em. Con này nó 1150W nha, gãy cái tay ngay đây. Anh em lấy miếng gỗ bắt vít vô gãy tay ngay đây. Đấy, làm xích nó còn nè. Ruby CS 300 dây điện nè. Rồi ok nha, 200k bao ship luôn. Rồi, con này cái làm hơi méo méo một tí anh em, bóp thử chạy không. Có lửa anh em nha, 1150W. Rồi con này hơi xấu xấu anh em ơi. Rồi con này 220 nha. 3. Giờ dọn lại anh em nha. Con này về dọn lại cho em ha. 331 220 luôn, Ruby. Rồi 332 con này. Hàng Đài Loan Ethicman. Kẹt anh em nha. Con này bị kẹt anh em, giờ tháo ra dọn lại luôn. Đó, nó bị kẹt rồi. Đây nắm xong nó cong cong, tép tép cái này miếng nha, nó cong cong ở đây, làm xích thì còn ok. Đây. Giờ vệ sinh lại cho em luôn. Nó cong cong ở đây. Rồi con này 170 luôn em nha. Rồi 332 170 luôn. Rồi 333. Tiếp nữa rồi. Dọn lại luôn giùm em ha. Rồi con này nó là 1150W đấy.
1150W làm dài nha. Con này nó làm nó dơ thôi nè. Đấy, nó không làm đẹp đấy. Làm rất là dài luôn. Ribi lý mới tịt. Đấy, 1150W rồi. Con này xác cho anh em. Mã 333 rồi 250 anh em về dọn lại giùm em ha. 250k 333. Rồi đi đi. Rồi 334 con này con lên điện anh em ơi. Đấy. Này nấu nước nóng rồi nè ơi, nấu nước nóng xong nó xịt ra nè, đấy. Nấu nước nóng xịt ra. Bị mắc mấy miếng khí anh em ơi. Mắc mấy miếng khí nha. Rồi, cái này thì anh em về tự đổ nước tiếp cho em nha, nó 1000W á. Rồi 230k luôn. 334 230 luôn. Đấy. 230 334 230. Rồi tiếp tục. Mắc cái nắp ngay đây nè, mắc cái nắp dẫn. Lên điện anh em nha, nó y như con kia. Mắc cái đầu dẫn vô thôi. Nó mắc cái đầu dẫn vô. Ốc ren nè, anh em về kiếm cái gì bỏ vô. Cào bớt được rồi, con này 200 luôn. Bao nhiêu con? 335. Rồi 200 anh em nha. Đấy. 335 200. Rồi 336 này cũng sáu luôn em. Đấy. Y như con đó luôn mà con này nó không phải dòi, mà máy lớn anh em. Đây, lên điện anh em nha. Em không có test nước á. Đây công tắc của anh này sao? Đây, công tắc đây. Này cái gì anh em ơi? Bánh xe còn ok ha. Dặn nó ra biết rồi anh em, mình cứu luôn máy sống anh em nha. Đấy. Máy nó còn sống rồi, có nhiêu đây thôi, 400 anh em nha. Con này 336 anh em về tự đổ nước vô test giùm em nha. 336 400 không có dòi. 336 đi nha. Con này có dây điện hả? Rồi 337 em cắt cái điện test cho anh em coi. Chạy em ru anh em. Đây con này sản xuất Made in China, điện 100V 1kW anh em ạ. À. 1kW. Hình thức nó còn ok nè. Hơi bị hở nghe em tí xíu. Thì máy rửa xe này em chỉ là bao sóng bao xíp cho anh em thôi nha. Còn anh em về tự test cho nước giùm em ha. Đấy. Rồi con này thì mất cái dòi. Không có dòi, để cho anh em 550 đi. Bao nhiêu vậy? 337 550k. 337 550 luôn. Rồi đưa mấy cái thùng kia, đưa mấy cái thùng vô đây. Chở ra không có máy được nữa. Đưa cái thùng nhựa thôi, thùng nhựa thôi. Rồi đem thùng tắt. Rồi em xả cho hết cái đống thùng này luôn em, cho nó rộng nhà anh em. Đây lưỡi bị mỉa nha. Đấy lưỡi bị mỉa. Lưỡi mỉa xíu quấn không xài được anh em nha. Cái này quấn xài được nè. Đây nè, lưỡi mỉa tí xíu ngay đây nè. Rồi cái này ok nè. Một cái. Rồi hai cái ống le chứ quên. Hai cái le không biết xài luôn. Đấy. 16 20 đây. Rồi con thùng một thùng anh em nha. Một thùng 50 nè. Đấy. 338. 338.
50 đấy, 338 50. Rồi 339 cái này nó còn hai con le thôi anh em ơi. Đấy. Hai ống le với một cái thùng này đó. Rồi. Này 20 cho anh em về nghiên cứu luôn. 339 20k. Nãy anh em dùng đơn vô bao ship anh em nha. Đây. Đây. Mỉa 2 cái đầu. Đấy, mỉa hai cái đầu còn cái giữa còn ok ha. Rồi. 50 luôn anh em. Dán lên nè, dán một cái cho. 3 40. Rồi 50 luôn. 341. Mỉa góc đầu ngay đây anh em ơi. Đó, rồi, 50 luôn. 1 50 đấy. Một tay thôi nha, còn một tay thôi nha. Rồi 342 còn hai ống lê anh em ơi, hai cái ống lê này số 32 như nhau nè. Rồi. Này để cho anh em 20 đi. 342 20k. Mình giờ làm gì anh em cứ nghiên cứu tới ha. Đây, miệng góc ngay đây thôi. Đấy. 50 luôn á. 3 43 50 đấy. 343 50. Rồi hai con lê anh em, đấy con lê nhỏ lê lớn anh em nha, 20 đi anh em ơi. 344. Rồi, cái này mất cái lưỡi anh em ơi. Đó, mất cái lưỡi. Rồi mất cái lưỡi. 3 4 5. Rồi 40 luôn anh em ơi, mất cái lưỡi. Này thùng không này. Rồi còn hai lê bên em ơi, hai lê thôi, không có lưỡi. 20 luôn. 346. 20 đấy. Này hai lê đỏ luôn. Đấy, này 22 à quên 20 20. Rồi 20 hai lê nè. 3 4 7. Rồi 20 luôn. Rồi 20 luôn em ơi. 3 4 8 20. Rồi cái ống này, cái này ok anh em, một ghế mẻ một chút xíu siêu thôi. Rồi 60 luôn. 3 4 9 60 luôn. Đấy. Rồi hai cái lê 20. 3 50 20 đấy. Rồi 351 hai cái lê. 25 đấy. 20 luôn. Đấy. 350 20 đấy. 351 chứ. Rồi 351 chứ, 351 anh em nha. 351. 351 2. 20. 351 20. Rồi 352. 20 luôn anh em nha, hai cái lê. Này 16. 20. Đấy. 352. 20 đấy. Rồi 353 32 25 đấy. Rồi 20 luôn. Rồi 20 luôn em. 354 20 đấy. Này 25 32 đấy. 20 luôn. 354 20. Rồi 355 20 luôn em ơi. Đấy. 3 5 5 20 đấy. Chắc là quá rồi mà, chắc 55 đấy. 16 20. 3 5 6 20 luôn. Đây, mẻ răng này anh em ơi, về mài lại cũng được nè. Rồi cái này 40 luôn. 3 5 7 40. Đây, mỉa góc ngay đây anh em nha. Đó, 358 50. Một tay. 3 58 50. Rồi, cái này mỉa hết răng rồi anh em nha, 30 luôn. 359. 359, 30 mỉa hết răng rồi anh em. Rồi 20 luôn em, 360. 20 đấy.
Rồi 20 luôn em. 361 20 này. Này anh em mua đủ đơn 150 bao ship nữa là một thùng này là em ship mất hết 10.000 anh em ơi. Giá trị thực tế của ảnh chỉ có 10.000 thôi. Cái gì đây? Rồi 20 luôn em. 36 2 20 đấy. Này xả đi cho nó rộng nhà hơn. Anh em xài được thì anh em lấy, còn lấy được bỏ luôn em ơi. Rồi, mẻ hết anh em ơi. Rồi cái này 30 luôn. 3 6 3 30. Rồi, cái này 20 luôn. 3 6 4 20. Rồi. Mẻ hết rồi anh em ơi. Rồi cái này 30 luôn. 3 6 5 30. Này xấu quá rồi anh em ơi, 20 luôn nha. Hai cái ly thôi. 3 6 6 20. Xấu à. Rồi 20 luôn em. 3 6 7 20. Rồi hai ly luôn em ơi. 3 6 8 20 luôn đấy. Rồi 369 20 luôn em ơi. 2 lê thôi nè. Rồi 370 gãy hết rồi anh em ơi. Gãy mũi nha. 30 3 30 rồi. Rồi 371 20 luôn. Rồi hết chưa? Rồi ok. Hết rồi anh em ơi. Rồi em xin kết thúc video ở đây anh em ơi. 11 giờ mấy, 12 giờ rồi. Thì hẹn gặp lại anh em vào video chiều ngày hôm nay. Rồi em xin chào tất cả anh em ơi.